một cây mai sù rất đẹp anh em, sù chảy nha. Hoành đem nó là 74-75 tùy anh em đo nha. Cây cao gót ngọn lên là 84. Cái nồi đế là 240 nha. Đây anh em nhầm sù nha. Sù chảy sù cộm luôn anh em, nó cộm cộm luôn nè. Đây. Nó cộm lên tới ngọn luôn anh em. Đây. Cốt cành to lực luôn anh em. Đế nè, đế bao anh em, đế đẹp luôn nha. Dạ, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Út Mai Vàng Tịnh Biên anh em. Và lời nói đầu tiên em xin chúc anh em trên bầu miền đất nước luôn nhiều sức khỏe và thành công trong mọi lĩnh vực. Giờ hôm nay là ngày 30 tháng 11 năm 2020, em có về một gốc mai sù chảy rất là đẹp anh em, dáng phong cách rất là đẹp luôn. Chào cô chú anh chị em. Chào cô chú anh chị. Đây để em tiến vào quay cụ thể cho anh em xem nha. Cây sù chảy anh em, sù chảy cộm luôn, đế khá là đẹp, đế quyết luôn nha anh em. Cốt cành to, rất là to, gió ngọn nha anh em. Đây quay cận cảnh anh em coi đứa sù nha, sù rất là đẹp anh em, sù cộm luôn nha anh em, dòm nè đó, sù hết mới hết dưới gốc nha anh em, nó lên chảy từ đây nè anh em, sù cộm luôn nha anh em. Đây cốt cành nè anh em, dòm nè, cốt nào cũng lấy chà bá lửa luôn anh em, đế rồi đều bao đế cho anh em luôn. Quay cho anh em xem một vòng tham khảo nha. Hàng này đáng cho anh em sưu tầm nha anh em. Đế là bao anh em là bới đế hút 48 giờ luôn nha anh em. Đế ngoài khủng lắm. Đây, mặt này nè. Cũng có đế nha anh em, đế lót nha. Nè. Đây, đế nào lấy chà bá lửa nè anh em, dòm nè. Đó mặt hậu đó. Mặt tiền là miễn bạc. Cốt cành nè anh em, dòm nè. Đó. Cái tay em là không hơi hám chứ anh em. Đây, đó. Nó cốt cành nào lấy chà bá nha. Đế nè, anh em bao đế cho anh em nha. Dạ em cũng xin chân thành cảm ơn anh em, cô chú anh chị em đã ủng hộ cho em những cái clip vừa qua. Dạ hy vọng clip này anh em ủng hộ em thêm nữa nha. Dạ địa chỉ tòa lạc của em là tổ 17 khóm Sương Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Dạ số điện thoại của em là 0919 755 533. Đây cũng là số Zalo và Facebook của em. Em dừng lại đi. Rồi để em tiến hành đo hoành cho anh em tham khảo luôn nha. Cây rất là đẹp anh em. Đây. Em đo hoành cho anh em 73 anh em, hoành 73. Để em quay vòng vòng nha, 73 hoành nha anh em. Đo hơi xích nở xíu dưới đây là 76, 77 hoành luôn nha anh em. Đây, em đo hoành chuẩn cho anh em nha. Cái này là em đo bao hoành cho anh em luôn nha, 73 hoành. Dây thì dây thẳng dây anh em, không dùng dây nha, không xéo dây nha. Hoành chuẩn 73 hoành. Rồi em đo chiều cao giùm anh cái em ơi. Chiều cao 84 nha anh em. Rồi em đo giùm anh cái đường kính bầu nha. 88. Đường kính bầu 88 nha anh em. Em đo tổng rồi để giùm anh nữa. Hào hào rồi để cho anh em tham khảo đi. Này nửa cái bầu là hết dây nha. Đây. Đây, nằm đây đi. Rồi, nồi đế khoảng khoảng 230-240 anh em. Anh em dòm nè. Đây. Đó. Rồi lấy thước dây xuống đây em đo giùm anh cái cốt cành cho anh em tham khảo đi. Cốt cành đó đi em. 17. Cốt cành 17 anh em. Em đo kế bên luôn đây. 24. 24 nha anh em. Em đo cốt cành bên đây luôn đi. Ngoài bìa nè. 25. 25 nha anh em. Rồi em đo giùm anh cái ngọn bao nhiêu em? 20 anh em. Đây cốt cành rất là to, rất lực anh em. Quay anh em bên mặt bên đây nha. Cây này có một khuyết điểm chỗ này, em quay cận cảnh cho anh em xem nha. Đây. Đây có một vết cắt hồi xưa của ông già cắt, bây giờ nó muốn liền sẹo anh em. Cái này đút ngón tay vô không lọt nha. Còn chút xíu nha anh em, chút xíu nữa là clip hết rồi.
anh em dùm kỹ nha, là cây ngoài ra là không bị gì hết trơn anh em, bao anh em là cây sạch sẽ luôn. Còn chút xíu nữa, chút xíu nữa là clip hết trơn rồi. Rồi để quay anh em xem vòng nha, rồi em cho giá công khai cho anh em. Anh em hợp nhãn thì alo số điện thoại giùm em, số điện thoại của em là 0919755533. Em tên Úc, địa chỉ tòa lạc của em là, tại tổ 17 khóm Sơn Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Dạ em tên Úc nha anh em, đây cũng là số Zalo và Facebook của em. Cây ngoài đẹp lắm nghe anh em, lực cây lắm, cây ngoài rất là nâng cây nha. Anh em thích chơi dáng phong cách thì để cái này đi về chơi. Còn anh em thích chơi lùng rút lùng xuống vẫn được nghe anh em. Rồi em dừng lại đi. Dạ cây xù chảy này em xin bản phép Zalo với anh em. Giá 100 triệu anh em bao ship đồng bằng sông Cửu Long. Rồi anh em hợp nhãn thì liên hệ qua em số điện thoại là 0919755533. Dạ cuối clip em cũng xin chúc anh em xem clip được vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ cho em xin một like, một đăng ký kênh để em có động lực để làm clip sau này nha, sưu tầm những cái phong hoa đẹp để phục vụ anh em nha. Rồi chào anh em, rồi bye bye anh em nha.